Cô chào các bạn, hôm nay chúng ta cùng nhau tiến hành sửa bài tập ở đơn vị bài học số 2, School, Lesson 1. In this lesson, you will review school subjects you like or don't like. Ở trong cái phần này, bạn sẽ ôn lại những cái môn học mà bạn thích hoặc là không thích. Use and or for positive and negative statements. Chúng ta sử dụng and cho câu khẳng định và or cho câu phủ định. Use possessive pronouns. Chúng ta sử dụng đại từ sở hữu. Possession, new words, a, unscramble the words. Trong phần này chúng ta sẽ sắp xếp lại những chữ cái lộn xộn thành từ có nghĩa mà chúng ta đã học. Number one, you have biology. Number two, look at this. You have G-E-O-R-Y-H, G-A-P. And then you have the word geography. Country number three, you have music. Number four, IT. Number five, then you have history. Number six, literature. Number seven, physics. And number eight, PE. Okay, I will show you the answers. Here, look at the answer. One, biology. Two, geography. Three, music. Four, IT. Five, history. Six, literature. Seven, physics. Eight, PE. Rồi, chúng ta chuyển sang phần B. Ở phần B, người ta yêu cầu chúng ta sử dụng những cái từ mà chúng ta mới vừa tìm được. Chúng ta gán dưới mỗi bức hình cho tương ứng với bộ môn mà chúng ta đã được học. Now look at the picture. Picture 1, you have biology. Picture 2, this is physics. Picture 3, this is history. Picture 4, then you have music. Picture 5, look at this. There are books. So you have literature. Picture 6, then you have geography. 7, IT. And 8, PE. Okay, look at the answers. Here, biology, physics, history, music, literature, geography, IT, PE. Okay, move to the next session. Session C. Read the sentences, circle the correct answers. Ở trong phần này, người ta yêu cầu chúng ta làm gì đây? Đọc các câu và chúng ta sẽ khoanh tròn câu trả lời đúng. Number one, I like because I like reading stories. I like reading stories, so you say that I like literature because I like reading stories. Now continue number two. I like to learn about plants and how they grow. I like, như vậy ở trong phần này chúng ta có là gì đây? Chúng ta thích học về thực vật và cái cách mà chúng lớn lên, cái cách mà chúng phát triển như thế nào. Như vậy ở trong bộ môn gì chúng ta sẽ học về cây cối, về thực vật, đó là bộ môn sinh học. Và chúng ta sẽ chọn được câu B, biology. I like biology. Number 3, I like computers. Tôi thích máy vi tính. Như vậy ở trong giờ gì chúng ta sẽ học máy vi tính? Okay, that's why I like IT. Đó là lý do tại sao tôi thích môn tin học IT. Number 4, I love to learn about mountains and rivers. Tôi thích học về núi, về sông. So, I like geography. Geography là môn địa lý. Country number 5, I don't like running and playing sports. Tôi không thích chạy, không thích chơi thể thao. I don't like PE. Tôi không thích môn thể dục thể chất. Number 6, studying helps me learn about countries around the world and famous people in the past. Học cái bộ môn này sẽ giúp cho tôi biết về những đất nước ở khắp thế giới và những người nổi tiếng ở trong quá khứ. Đó là bộ môn lịch sử. Vậy ở câu số 6 chúng ta chọn được B, history. Number 7, I love to learn how light, heat and sound work.
Tôi thích học về biết về cách ánh sáng nè, heat là sức nóng, là nhiệt nè, and sound là âm thanh hoạt động như thế nào. So I love, vì vậy mà tôi yêu thích bộ môn vật lý. Như vậy chúng ta sẽ có được bộ môn vật lý đó là physics. Okay, chúng ta chuyển sang phần kế tiếp. Listening. Listen and circle the correct answers. Ở trong phần này người ta yêu cầu chúng ta nghe và khoanh tròn câu trả lời đúng. Number one is then, for example, what subject does Tony not like? Môn học nào mà Tony không thích? Okay, now listen to the CD, please. Unit 2. School. Lesson 1. Track 5. Page 9. Listening. Listen and circle the correct answers. 1. What subject does Tony not like? What subjects do you like, Tony? I like biology, math, and physics. Okay, and what subjects don't you like? I don't like IT, music, or history. Okay, thank you. I don't like IT, music, or history. So the first, number one, they circle history. Now continue with number two. Two. What is Kara's favorite subject? Môn học yêu thích của Kara là gì? Now listen. My name's Kara. I really love school. I like math, art, physics, history, PE, and geography. My favorite subject is physics. My favorite subject is physics. So, number two, you circle the picture physics. Continue with number three. I don't really like literature, though. I'm not very good at it. Three. What subject does Garrett like? Hello, Garrett. Hello, Miss White. Your grades look very good in geography and art, but not so good in music or IT. I don't really like music or IT. Computers are boring, and I don't like singing. I really like learning about different countries, though. Oh, so you like geography? Yes, that's right. So you like geography? Yes, that's right. So, number three, what subject does Garrett like? Garrett thích bộ môn gì? Đó là geography. So you circle this picture. Continue with number four. Four. What subject does Lily not like? I had a hard day at school today. First, I had PE. That was fun. I like PE. But next, I had art. I really don't like art class. I really don't like art class. Tôi thực sự không thích tiết học mỹ thuật. I had history class last. History is my least favorite subject. It was not a good day at school. So you will circle this picture, art class. Listen again and check. Now, listen again. 1. What subject does Tony not like? What subjects do you like, Tony? I like biology, math, and physics. Okay, and what subjects don't you like? I don't like IT, music, or history. Okay, thank you. 2. What is Kara's favorite subject? My name's Kara. I really love school. I like math, art, physics, history, PE, and geography. My favorite subject is physics. I don't really like literature, though. I'm not very good at it. 3. What subject does Garrett like? Hello, Garrett. Hello, Miss White.
Your grades look very good in geography and art, but not so good in music or IT. I don't really like music or IT. Computers are boring, and I don't like singing. I really like learning about different countries, though. Oh, so you like geography? Yes, that's right. Four. What subject does Lily not like? A hard day at school today. First, I had PE. That was fun. I like PE, but next I had art. I really don't like art class. I had history class last. History is my least favorite subject. It was not a good day at school. That's for listening. Now continue move to the next session, grammar. Complete the conversation using the ways in the note. Ở đây người ta yêu cầu chúng ta hoàn tất bài hội thoại. Sử dụng những cái từ người ta cho ở trong cái bảng bên cạnh. Do, trợ động từ để hỏi. Subjects, những môn học. Don't, là không. Maths, môn toán. Physics or music, môn lý hoặc là âm nhạc. Favorite, yêu thích. Like là thích. Ở đây bài hội thoại giữa John và Aaron, chúng ta sử dụng những cái từ được cho sẵn để chúng ta hoàn tất bài hội thoại. Ok, we'll show you the answer. Rồi, chúng ta sẽ nhìn vào bài hội thoại tương ứng ha. Number one, what subjects do you like, Aaron? Bạn thích môn học nào vậy, Aaron? I like math. Tôi thích môn toán. What about you? Thế còn bạn? I like art and music. Tôi thích môn mỹ thuật và âm nhạc. And what subjects don't you like, John? Thế bạn không thích những môn học nào, John? I don't like physics or music. Tôi không thích môn vật lý hay là âm nhạc. And you? Thế còn bạn thì sao? I don't like literature or history. Tôi không thích môn ngữ văn hay là lịch sử. Do you like PE? Bạn có thích môn thể dục hay không? Yes, I do. Có đấy. What's your favorite subject? Môn học yêu thích của bạn là gì? It's physics, môn vật lý. What about you? Thế còn bạn? My favorite subject is art. Môn học yêu thích của tôi là mỹ thuật. Okay, next session with writing. Writing, give your own ideas. Write full sentences. Ở trong phần này người ta yêu cầu chúng ta đưa ra các ý kiến của mình và viết câu hoàn chỉnh. Right. Ở đây người ta cho với câu hỏi number 1, 2 and 3. Number 1, what subject do you like? Bạn thích môn học nào? I like, mình thích cái gì mình kể ra. Ha? Và ở đây đây là câu khẳng định cho nên mình sẽ sử dụng liên từ and để mình liệt kê. And continue number 2, what subjects don't you like? Bạn không thích môn học nào? Và đương nhiên ở đây đó là câu phủ định và chúng ta sẽ dùng or để chúng ta liệt kê ra những môn học mà chúng ta không thích. Number 3, what's your favorite subject? Môn học yêu thích của bạn là gì? Đấy, chúng ta kể ra my favorite subject is. I will show you the answer. Rồi chúng ta có thể xem phần đáp án. Number 1, what subjects do you like? I like art, music and PE. 2, what subjects don't you like? I don't like math or physics. 3. What's your favorite subject? My favorite subject is English. Và chúng ta kết thúc phần sửa bài tập của Lesson 1 Unit 2 ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở Lesson 2 nhé. Cô chào tạm biệt các bạn.